Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Nga đánh thẳng quân dự bị, Ukraine tổn thất 9.300 lính ở mặt trận Kurd. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 9 tuyên bố quân đội Moscow tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa lực lượng Ukraine trong chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Theo Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đưa không quân và pháo binh hỗ trợ đã đẩy lùi 5 cầu tấn công của các nhóm xung kích Ukraine ở hướng Boki, Mariefka, Kamisevka và Cheskakoye. Quân đội Nga cũng tuyên bố ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công vào Komarovka, Korenevo và Ongoska. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của Nga cũng đã tấn công lực lượng dự bị của Ukraine tại 15 khu định cư ở tỉnh Sami. Moscow cáo buộc Kiev đưa quân từ Sumy, vượt qua biên giới tấn công tỉnh cất của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 400 quân nhân và 12 xe chiến đấu bọc thép, cùng 3 khẩu pháo, một bệ phóng pháo phóng loạt một tên lửa phòng không, một trạm tác chiến điện tử và 12 phương tiện. Các chuyên gia của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga tuyên bố vô hiệu hóa hai thiết bị nổ ở Kursk trong 24 giờ qua. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận, trong 24 giờ qua, các chuyên gia của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã triệu tập 3 lần để tìm kiếm và vô hiệu hóa thuốc nổ ở ba khu vực tại Cớt. Họ đã phát hiện và phá hủy hai thiết bị nổ. Kể từ khi bắt đầu làm việc tại Cớt, các công binh của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã phá hủy 310 thiết bị và dọn sạch hơn 23 hecta đất Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công thỉnh cớt, Ukraine đã tổn thất 9.300 quân nhân, 80 xe tăng, 38 xe chiến đấu bộ binh, 70 xe bọc thép chở quân, 561 xe chiến đấu bọc thép, 273 phương tiện, 68 khẩu pháo, 20 bệ phóng pháo phóng loạt, bao gồm 6 hệ thống HIMARS và 2 hệ thống MNRS do Mỹ sản xuất. 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 17 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không và 8 thiết bị công binh. Ukraine tấn công vào Cớt từ ngày 6 tháng 8, sau đó tuyên bố kiểm soát hơn 100 khu định cư tại đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Cớt đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại Kurs. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kurt nhằm mục đích ngăn chặn bước tiến của lực lượng Moscow ở vùng Dobat, miền đông Ukraine, nhưng động thái này đã không đạt được mục tiêu. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hành động khiêu khích của Kiev ở Kursk sẽ không thành công và Moscow sẽ đối phó với những người đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga với mục đích làm mất ổn định tình hình tại biên giới. Nga khai hỏa đánh sập loạt vũ khí, ngăn Ukraine lập vùng đệm qua biên giới. Quân đội Nga tuyên bố phá hủy liên tiếp ba bệ phóng pháo phản lực HIMARS của Ukraine ở tỉnh Sumy khi mà Kiev đang mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ước tính các cuộc không kích đã phá hủy ba bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HISMA do Mỹ sản xuất, 3 xe yểm trợ và một xe nạp đạn, đồng thời khiến hơn 30 binh lính Ukraine thiệt mạng. Các lực lượng Ukraine đã triển khai thiết bị quân sự này tại tỉnh Sumy của Ukraine, nơi mà Kiev đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga với một mục tiêu, đó là tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Động thái lạ của Nga khi mà chiến sự Ukraine tại Cớt đang nóng rực. Tính đến ngày 3 tháng 9, xung đột giữa Moscow và Kiev đã diễn ra được hơn 920 ngày và tâm điểm nóng nhất đang là Cớt, nơi mà quân đội Ukraine tung đòn tấn công bất ngờ và thọc sâu vào lãnh thổ Nga tới 35 km trước khi bị chặn đứng. Gần đây, khi mà giọng điệu của Kiev ngày càng mềm mỏng hơn, cả Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmitry Kubella đều liên tiếp nói rằng Ukraine muốn đàm phán với Nga. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của truyền thông phương Tây, có rất nhiều ảo tưởng phi thực tế về xung đột Nga-Ukraine. Họ từng cho rằng Ukraine sắp đánh bại Nga, nhưng bây giờ họ nhận ra cả hai bên đều không thể đánh bại được nhau và nên ngừng bắn ở mặt trận hiện có. Có thể khẳng định rằng Nga không phải nằm im hoặc là un ứ kéo binh lực lượng từ miền đông Ukraine để bảo vệ vùng cớt như là Kiev mong đợi. Ngược lại, cuộc tấn công mùa hè của Nga ở Donbass đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Toàn bộ mặt trận đã được phát động, đột phá chiến thuật được thực hiện trên nhiều khu vực. Đây là một động thái rất lạ của Moscow và nó đã chứng minh được hiệu quả. Mặt trận Raiba cho biết, theo hướng kết, các đội hình Ukraine đang củng cố quyền kiểm soát của họ trên các vùng lãnh thổ đã chiếm được trước đó, bao gồm cả việc triển khai radar. Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu đối phương ở Kursk và Sali Tại quận Glukhovo, Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công. Quân đội Nga đang đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho nhóm binh sĩ của họ trong khu vực này, sử dụng các cầu phao vượt sông Sin. Tại quận Korerevo, Ukraine đã phát động tấn công về phía Komarovka và Korerevo, nhưng không thành công đáng kể. Phó binh Nga đã tập kích các khu vực tập trung quân đối phương ở Apanasoka, Slagov và Vizhnevka có khả năng phá vỡ sự chuẩn bị của Ukraine cho các cuộc tấn công mới trong khu vực này. Ở quận Shuzha, theo dữ liệu cập nhật, lực lượng KF đã có thể mở rộng một chút vùng kiểm soát của họ ở khu vực lân cận Pokhorekhi và malaya Loskna. Đánh giá theo địa lý của các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga, lực lượng Moscow trước đó đã từ bỏ các vị trí ở những ngôi làng này để tránh bị bao vây. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Ukraine – đã thiết lập được quyền kiểm soát ổn định đối với các khu định cư này, tình hình trong khu vực đang bị bao phủ trong sương mù chiến tranh. Đồng thời, pháo binh và không quân Nga đang tích cực tấn công các nhóm xung kích và xe bọc thép của đối phương. Ở phía tây bắc Zaleshanka, UAV Nga đã tấn công, đánh trúng trực tiếp và phá hủy một trạm radar không xác định có khả năng được triển khai để theo dõi hoạt động của máy bay không người lái hoặc pháo binh. Việc các đội hình của Ukraine triển khai hệ thống giám sát Rara tại các khu vực do họ chiếm giữ, cho thấy kế hoạch củng cố của Ukraine tại vùng Cớt tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực và kỹ thuật đáng kể cho khu vực này. Tại vùng Sumy, quân đội Nga đã tấn công một số mục tiêu quan trọng của đối phương bằng tên lửa. Phía bắc Samotukha, lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa Iskander phá hủy ba bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Việc mất các hệ thống này sẽ tạm thời làm giảm khả năng tấn công của Ukraine, bao gồm cả về mặt tác động đến thông tin liên lạc của Nga. Tại khu vực Novosibirsk, quân đội Nga đã phá hủy một tổ hợp phòng không BAS-M1 của đối phương, vô hiệu hóa ba bệ phóng và một sở chỉ huy di động. Hướng chiến dịch phía Bắc lấy Bakhmut làm nòng cốt, Nga chủ yếu tấn công Chasovya đồng thời dọn sạch các khu vực gần riêng ngoài của vòng cung slavijas hai hướng chiến thuật lần lượt hướng về phía svech và chasovja quân đội nga mới đây đã bất ngờ tấn công về phía svech và liên tiếp chiến được speneller và ivano -Darikav hai cứ điểm mà Ukraine có hệ thống phòng thủ tương đối vững chắc. Moscow không những chiếm được lợi thế về địa hình mà còn mở rộng chiến tuyến ra xa. Mặt trận đã bị đẩy ra khỏi đường T-0513 và trên thực tế họ hiện chỉ cách rìa ngoài của thành phố Svek khoảng 4 km sau khi chiếm được khu vực phía đông của thành phố chasopja, tiểu khu kana hay là Novi, nga đang mở rộng mặt trận tấn công dọc theo phía bắc và phía nam của kênh đào sovetsk donetsk donbass đồng thời tiến về phía bắc từ budanivka và đột phá chasopja từ hướng này. ngoài ra còn có tin rằng các đội trinh sát của nga đã nhiều lần xâm nhập vào phía tây thành phố chasopja để tiến hành trinh sát và chỉ điểm để tấn công mục tiêu bằng bom lượn có điều kiện.